Rồi chào anh em ha, em Minh Hoài đây. Nè lên cho anh em cái máy GoPin 23cc nha. Cái máy này có đề luôn ha. Mà cái nó nặng quá, hơi nó căng quá, bộ đề này đề không nổi. Đề tuôn găng luôn anh em. Rồi giá của nó là 600 ngàn ha. Anh em cần thì liên hệ em Zalo 0961088776. Máy đã chạy rồi ha. Bình xăng đồ, tum bố đồ đầy đủ hết. Cái này anh em muốn mua ấy gắn cần vô cũng phát cỏ được luôn. Rồi để em giật cái ha. Rồi nó cái đề nó kêu vậy đó anh em ơi. Máy này em bán rẻ cho anh em 600 ngàn ha. Cần thì liên hệ em. Về mình vệ sinh đồ này kia sơ sơ lại. Nó hơi cũ, sơn khuết đồ lại. Chỉnh đồ lại ha. Cần thì liên hệ em ha, Zalo 0961088776. Đó, cái máy thì tình trạng nó như hình như video ha. Chạy nó cũng chưa ngọt lắm. Giờ anh em coi kiểm tra đồ này nọ lại. Em bán xả hàng rồi em mua máy khác anh em ơi. Cái bộ đề này thì có coi như không đi ha. Chủ yếu giật được rồi.